Dậy sớm, hít cái không khí gió thoảng còn vương chút sương, không có tiếng ồn, chỉ có tiếng chim chóc và côn trùng. Lòng cô bỗng tĩnh lại, một ngày trọn vẹn theo mong muốn của chính cô. Cùng là một ngày, nhưng nếu bạn dậy sớm hơn người khác 1 giờ, có nghĩa là bạn được 30 giờ hơn người khác trong 1 tháng. Còn nếu kiên trì cả năm, bạn có hơn người ta 360 giờ. Khi người khác đang ngủ, bạn không chỉ đọc được cuốn sách yêu thích của mình, mà còn dọn dẹp nhà cửa và trải nghiệm một buổi sáng tuyệt vời. Ai đó bị rượt đuổi thời gian, còn cô có thể định hướng và sống theo nhịp sống của chính mình, trở nên tốt hơn trên con đường già đi theo năm tháng. Những người dậy muộn sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi hương tuyệt vời của sáng sớm. Còn những người dậy sớm, tâm hồn luôn ngửi cả mùi hương trong trẻo của buổi sớm tinh mơ.